rồi, Khánh đang lái xe nè. Lâu quá không có ra đây lái xe, mượn xe của Dũng người đi đi chợ. Buổi sáng này chạy xe gió thổi mát mát, thích lắm luôn á. Nó mát lạnh luôn. Cảm giác như giống như là mấy cái hột xương nó đang giả vô cái mặt của mình vậy. Nó đã gì đâu đã. Để coi coi ở ngoài chợ bữa nay Dũng Nhật có bán cái gì với cái gì nha. Hồng giòn 30 ngàn ký. Rau nè. Rau này là rau mình chứ không phải rau đồng bào, không phải rau dân tộc. Rau, rau mình đây mà. Thanh Long Hàn Quốc này, Thanh Long Hàn Quốc. Thanh Long Hàn Quốc hả? Rồi bây giờ ở đây mình không có ha, mình đi dài ra làng dân tộc chút xíu nha. Rồi tắt hay ba? Nhớ con không? Cô gì? Cô gì con? Cô cho quay phim. Hả? Cô cho quay phim á. Cô cho quay phim á hả? Vậy hả? Con biết mà. Nhớ không? Nhớ không? Cô Khánh. Nhớ không? Mẹ đâu? Con đi. Đi mua giấy cho em. Đi mua giấy cho em hả? Em con đây nè phải không? Còn đâu nữa? Đứa nào nữa? Còn hai đứa đi mua dép. Còn hai đứa nữa đi mua dép rồi hả? Ở nhà có hai đứa thôi. Nhỏ này hồi đó cô Khánh xinh nè phải không? Hồi đó xinh gì hết nhỏ này nè. Kìa bố mẹ con về kìa. Bố mẹ về hả? Mê gì kìa? Nó nhớ hay không? Nó nhớ hay không? Lâu quá không gặp chị. Hả? Đi đám cưới vậy? Đám cưới con gì? Em hỏi chứ, em hỏi con gì mời. Chị khỏe không? Khỏe, vẫn khỏe như trâu nè. Đi chợ vậy hả? Đâu đứa nhỏ đó, đâu? Đó, đứa nhỏ đó hả? Đó. Nó lớn rồi. Con nhỏ này hồi đó khóc khóc nè phải không? Khóc nhỏ này em xinh nè phải không? Hên này. Nghi này, bữa nay nó đe thùi lùi rồi. Ừ. Cô chơi. Ủa cô Hạnh đâu à? Cô Hạnh có nhà không? Không biết. Dạ hả? Cũng đi hát cà phê, chị cũng đi hát cà phê á. Bữa nay hôm nay chủ nhật là ở nhà nghỉ. Ờ hả? Chứ mà hôm vẫn đi hát cà phê được 3-4 ngày nay rồi. Vậy hả? Ủa sao em... Bữa nay đẹp gái thế. Đẹp không? Nhìn không ra luôn á. Ôi, sao vậy? Không, em thấy cái cảnh tự nhiên em thấy quen quen mà lạ lạ, nó lạ lạ cái chỗ nào á. Ý là rong là người ta bán đất rồi người ta được xây nhà. Ồ, đúng rồi, bán đất tên núi phải không? Xây nhà lầu, xây nhà đẹp quá chừng luôn nè. Nhà chị có bán không? Có, tại vì đứa có ba sao quá rồi. Bữa thì em đi có. Nếu là mình bán, mình muốn một tiền, mình muốn con có cái gì, chị gì? Chị em với lại Thi với lại Minh Thi bán hết đất rồi. Vậy hả? Xe đẹp lắm rồi. Xe gì, xe hơi hả? Xe đi sao? Xe Honda. Xe máy á hả? Đây bà ra này. Ôi ôi. Đám hỏi là gì, khi nào đám cưới? Em cũng chưa biết khi nào nữa, chưa nghe nói. Chị ở đây chỗ nào bán dao bếp à? Dao bếp à? Ừ. Bà Nhung như hồi nào không biết có còn không? Hồi nãy như thôi hết rồi sao á? Vậy hả? Còn không? Ở khối này còn ai nữa không? Ở dưới bà kia bà Minh dưới kia chắc còn á. Chỉ giùm em coi. Chỗ nào? Đi em luôn được không? Đi được. Đi. Em chọn luôn á. Ừ. Ừ. Đi qua đây nha. Có Hạnh đâu cả. Chú kìa. Chú. Đi qua đây chào ổng cái. Chào ổng cái em mới được. Đi. Ừ. Ủa chú đi gần hay vậy? Hay đi hái cà phê. Rồi bây giờ người ta cho mình canh tác. Phải không? Lắm tầm. Dạ. Ôi cô Hạnh đâu rồi chú? Đau đang ngủ trong giường. Bị đau hả? Nhức đầu hả? Vậy hả? Đau miết à? Vậy hả? Nhức đầu hoài hả? Con đi thăm đi. Mất cái là trong cái phòng này nè.
con vô con thăm cô Hạnh chứ mày. Dạ. Bà có nằm thiếp trong đó. Đi vô lại ba. Không sao đâu. Đó. Phòng này hả? Chú. Bà có nằm đang nằm trong dạ. Cô ơi. Bà nhức đầu còn sáng bà ói mà. Dạ hả? Cô ơi. Con Khánh nè. Cô khỏe không? Cô Hạnh nhức đầu. Vậy cô nhức đầu. Chắc nhức đầu nhiều lắm á. Vậy không nổi. Vậy chú đi với ai? Để cô nghỉ đi. Chú đi với ai? Đi mình. Vậy hả? Chạy xe lên núi hả chú? Đường đó nó đủ bê tông hết rồi. Vậy hả? Vậy là đi im quá rồi. Ừ. Hả? Vậy là con nghe nói hình như là nó bán đất cho mình. Mà nếu mà nó không canh tác là nhà nước lấy đất lại. Bắt buộc nó phải cho mình canh tác. Phải không? Không, đâu có lợi. Bao nhiêu, bao thời hạn bao nhiêu á? Nó đè đó chứ. Dạ hả? Nó mua nó để tầm đó. Bao giờ nó làm cái gì nó làm. Dạ. Ừ. Hả? Ở xóm này bán hết trơn cảnh luôn hả chú? Bán hết rồi, những cái bên này nhiều. Dạ hả? Chú gì con hồi nó bán rồi. Dạ. Chú con gần hỏi nó ở sao hả đâu ạ? Ở sau đó. Dạ hả? Con đi coi cái. Đi thăm nó một cái. Quay trong mòn nó thấy hết á. Dạ, vậy hả chú? Thấy con hả? Dạ. Hội bán đất ở Tân Núi. Sao mày lấy tiền cất nhà ở đây nè. Mà từ ngày cất nhà tới giờ Khánh không có ghe. Trời nhà đẹp quá. Nhớ cô Khánh không? Nhớ cô Khánh không? Hay rồi ta, nhớ hay rồi ta. Lâu lắm rồi, 2 năm mà con nhớ cô Khánh hả? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Trời ơi. Ai? Ai đây? Ai đây? Trời ơi, cất nhà bự quá nè. Cất nhà bự quá nè. Thôi ơi. Chị mới lên. Trời ơi, nhà bự vậy cưng ở chung với ai? Không nhận ra đâu mi. Không nhận ra như cái. Còn cưng ở chung với ai vậy? Chắc ba mẹ chồng đến chơi á. Vậy hả? Yeah. Đâu ẩm cái cây. Ẩm cái cây. Trời ơi, cô Khánh. Trời ơi, này giống cha rồi. Giống cha rồi chứ không giống mẹ. Cha nó đâu rồi? Cha nó trong phòng. Trời ơi, ở nhà với em. Còn con kia đâu rồi? Con tự con Hằng nó ở trong phòng đó. Vậy hả? Nãy nó thấy cô Khánh nó đóng cửa. Kêu Hằng ra cái. Cô Khánh nựng nó cái này, cô Khánh đi coi. Trời ơi, cất nhà bự dữ à. Gì mà bự nhỏ cái bự. Ừ. Cất nhà bự. Mẹ nằm nhức đầu bển á, sáng giờ biết không? Em cũng mới hết ốm mà. Em bệnh nhà mà. Bữa em cũng đi làm mà tịch ốm quá. Nãy chị vô chị thăm bà mà bà dậy không nổi. Thôi chị để cho bà nghỉ ngơi. Nó đâu rồi, Hằng đâu rồi? Hằng trong buồng á. Ừ, ghé thăm chút xíu rồi chị đi chứ chị không ở chơi được. Không ở chơi lâu được. Hằng đâu rồi? Hằng đâu? Hằng đâu? Trời ơi, không nhớ tôi hả? Không nhớ tôi hả? Nè. Nhanh lên cô Khánh đi á. Rồi. Mệt quá. Đi nựng cái ơi. Nựng cái. Nay ốm. Khác rồi đó. Hả? Ta xin kêu cô cơ lên em mới cơ. Nay nó ốm. Hằng ơi. Nè. Cô Khánh đi nha. Đừng cái đi á. Chị đi nha. Nhà đẹp quá. Ơi. Ơi. Nhỏ này nhỏ nè, nhỏ con chỉ hả? Ừ, con chỉ đó, con út bữa trước mẹ đi biển đó hả? Ừ. Con em lớn rồi. Ừ. Tại vì từ các hôm mà mới đi lên biển mà bây giờ cách nhau gần 3 năm em mới lên đây nhờ 2 năm rưỡi rồi. Ừ, 2 năm mấy rồi? 2 năm rưỡi rồi. Ừ. 2 năm rưỡi từ lúc con bé đó được mấy tháng. Ừ. Mình đi mua ra bếp trên kia đi mà nếu không có chỗ nào thì mình mua chỗ người đồng bào á. Ừ. Thì đồng bào người ta bán ra bếp nhiều. Ừ. Có đồng mây, đồng gì, có ống nữa. Dạ hả? Ừ, ở đâu có ốm
Ống là gì? Ống á, ống tre. Ống mà mình bữa trước mình nướng á. Ống tre phải không? Tre, ống nướng đó. Dạ. Rồi, ok. Nhớ cô Khánh không? Nhớ hả? Trời, thanh này đẹp cháy quá. Đẹp gì đẹp. Thôi con hàm chú, con chú, chú. Cô. Sao bị nhức đầu hay vậy? Đi được thôi. Cái nhà. Hả? Thôi nó quay hết cả nhà cái ối. Chóng mặt hả? Ừ, chóng mặt. Cái nhà sốt siêu bi hả? Sốt hả? Bữa trước chị bị sốt siêu bi 2 tuần nó mới hết chốt. Lúc nào cũng đau miết đầu miết chị. Con đi khám coi. Bữa chú nói rồi, bà không chịu đi. Đi khám đi cô ơi. Đi khám bảo đi khám. Hả? Mà tôi dù chịu. Đi khám mày. Hả? Đi khám chứ để biết bệnh gì đâu, đi khám cho nhanh hết bệnh. Em con. Dạ. Nhớ em con. Con nhỏ Út. Em con tiền nữa. À. Xì luôn chứ. Dạ. Tiền bữa nay nó làm gì hả? Tiền hả vậy? Nó cũng đi học, đi học làm đẹp trên thành phố á. Dạ. Chưa mở tiệm hả? Chưa. Dạ. Nay con lên gấp quá, con không có tính ghé đây, con không có mua gì cho cô với mấy đứa nhỏ. Nay con đi đám hỏi, con không tính ra đây, con tính tại vì đám hỏi ăn xong rồi về liền à, không có thời gian ghé. Đám hỏi con gì mời. Dạ. Trước chị ra mua chuối để bán á, chị ra mua với gì á. Dạ. Bữa nay con về luôn. Dạ, bữa nay con về luôn, chiều chiều cũng vậy à. Cô đi khám đi. Trời lạnh tẻo à. Chú chở cô đi khám đi. Bà chưa có tiền, lắc lư bà tỉnh mới đi khám. Một tuần ba lần nữa bà đi tiêm đi chuyển nước rồi. Trời ơi. Về mà cô vẫn đi làm, ngày nào cũng đi làm. Trời ơi. Bà đi làm. Dạ. Nuôi chứ không nghỉ luôn. Trời ơi. Về chút nữa đem một ít bánh khô nha. Măng hả? À. Thôi được rồi, để nhà con đi kiếm lá bếp nè. Tính kêu vậy hết, chở chỗ nào bán lá bếp nghiêng đi kiếm nè. Đi làm với bà kia, đi làm với bà kia kêu ông thi con phải đi thì cái con đó là nó kêu cô kêu người khác á. Cô kêu cái nó mép cho bà mà cô là bà đó đuổi cô kêu đi làm. Trời ơi. Nó ác lắm. Dạ. Đi làm bệ bà nó 3 năm. Mét bà nó bây giờ làm chủ hả? Tiền vui cho cô làm mà cô nói chỗ xa 300 triệu. Cứ đi làm nha. Cứ đi làm thôi. Dạ, dạ chứ thì. Bữa nay mấy người làm cho nó là có 300 tiền xăng tiền điều họ đưa nó chồng làm hết tiền tiền của cô. Ừ. Đó là ác lắm. Đi lên mạng, con biết không đi lên mạng. Đi có 2-3 bữa cái chị kia đi xúc mà đâu có được dòng nào. Tôi cũng chia sẻ với nó. Hồi cái nhà với cái hít, tính đắp cái hít nó, cái tôi bình thì nó. Ờ, có chúa thì đừng có nói nó là tội, nó tội. Tất cả những cái chị. Trời ơi, cái cô bên chị mà bán là bà cô bên chị em bà. Ừ. Trời ơi, nó trời trời cô như cái gì. Thôi được rồi cô. Thôi được rồi. Cô không có mua gì cho cô hết trơn á, thăm con chút mà. Tao có tính ghé đâu. Mà thôi đi kiếm lá bếp cái hồi ghé thăm chút xíu. Không có mua gì cho cô hết trơn.
lần sau đi, khoảng tháng mấy nữa em lên nữa. Ừ. Ừ. Tới đó chở đem đầu lên ăn. cô Hạnh nói lấy măng cho nghiệp cô Hạnh. Chỉ có 4 đứa luôn đảo rồi ta. Cho em đứa đi. Cho nhỏ này đi. Cho nhỏ này đi. Chịu không? Chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn. Bé cô Khánh nuôi, cô Khánh cho ăn, cô Khánh cho đi học nha. Chịu không? Cô biết cô Khánh rồi nha. Chịu không? Chịu luôn. Có chịu hả? Chịu luôn. Chịu à. Chịu hả? Chịu ở với cô Khánh hả? Cô Khánh nuôi nha. Mẹ không có tiền nuôi con, mẹ của con ở với cô Khánh nha. Chịu không? Chịu luôn, chịu luôn, chịu lúc ra. Chịu chịu. Không à? Không sẽ bắt cóc luôn hả? Không sẽ bắt cóc, không khóc luôn hả? Không khóc luôn. Ờ, đó có chịu luôn rồi nè. Con chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn hả? Bận sao chở một xe vậy ha? Tại vì ở nhà mẹ có luôn, mẹ cũng đâu có chăm được đâu. Thế là đi làm á, ở nhà chiều thì có cô đưa đón dùng nè. Ừ. Bữa nay con bé đã chị gửi luôn rồi này. Dạ. Chị gửi cho chuyện đi làm á. Hả? Không gửi thì không có đi làm được. Nghiệp cô Hạnh đó ta. Có bệnh mà không chịu đi khám bệnh gì trơn. Ừ. Bà ngoại cho con hơn cô Khánh đó hả? Cảm ơn bà ngoại nhiều nha. Cảm ơn bà ngoại nhiều nha. Nghiệp cô Hạnh không? Cô Hạnh cho Khánh nè. Ăn khô. Cô cho về ăn. Bận sao rồi lên. Đi đi chị Hiếp ơi. Qua nhà nha. Hai đi mua cái. Bỏ cái này thôi. Ăn tới đâu? Ăn tới đây luôn nè. Ờ. Ừ. Ờ. Bây giờ của này nhiêu ký? Không biết. Em ơi cái này bao nhiêu ký rồi em? Cái này bao nhiêu ký đây? 30 ký. Ờ hả? Lấy 2 ký đó. Lấy 2 ký đó đi. Cái này mấy ký? 3 ký này đi cưng. Chị cà này ngon không? Cà này ngon không? Cà này loại ngon hay là ngon không? Ngon hả? Có đọc mây nữa bạn. Có dưa dân tộc mà dưa dân tộc chị Hai Khánh có mua cho Khánh rồi. Cho nên nó không mua nữa. Mấy cái này nào tươi tươi nè. Tươi nè. Dạ hả? Chị biết chị lựa giùm em đi. Con này cái gì ngộ quá hả? Sao tỏi này còn Khánh ngon nè. Vậy hả? Nhưng mà bữa nay nó cái này nó thôi chưa biết ăn. Chưa biết ăn. Mấy hai loại dao này thôi. Cô Khánh đi nha em ơi. Chào tụi con. Em đi, em đi nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị.